Nhiều tháng qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng hoạt động trao tặng 10.000 áo phao đa năng và bộ dụng cụ hỗ trợ ngư dân ở các tỉnh ven biển vẫn được nhóm thiện nguyện chia sẻ sharing, phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức dựa trên cơ sở tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Nhờ đó đã giúp hàng nghìn ngư dân thêm yên tâm vươn khơi bám biển. Nhận được áo phao đây là trước tiên là cảm ơn bên của nhà nước rồi. Bộ đội áo phao nên là em được ra biển là cũng rất là lắc dây là tốt cho em để đi làm biển hồ khơi. Từ là chưa có, từ là được nhận bộ đồ này là lắc dây là tốt để là ra ngồi biển khơi. Dân biển chúng tôi thì đúng là hồi nó cũng ở dưới cũng nghèo lắm, lên đây thì cũng đi vợ cái mang thôi, nhưng mà tại nó cũng cùng ra xuống nhiều đi biển, thì nếu mà nhà nước có quan tâm được thì nếu mà ủng hộ thêm ví dụ như mấy cái ngư dân đi biển thì chúng tôi cũng rất cảm ơn. Cũng như nhiều ngư dân khác đã được trao tặng quà tại hai quận Sơn Trà và Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khi nhận được bộ áo phao đa năng có trị giá 1.200.000 đồng cùng nhiều dụng cụ hữu ích như phao bơi, bộ áo liền quần giữ ấm, nón bảo hộ đầu, mặt và tai, giày và kính chuyên dụng, còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin, thực phẩm khô, anh Tuấn đã thật sự yên tâm cho những chuyến đi biển dài ngày. Theo mình thì cái bộ này thì nó giúp cho mình được an toàn trên biển. Ví dụ như có vấn đề chi lỡ ra thì mình có thể năng mình thoát cái cưới đồ được thì rất là an toàn. Dạ. Thì thay mặt đây tôi cũng cảm ơn cho bên chỗ Hội Chữ thập đỏ với lại bọn anh đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ tới người dân chúng tôi. Theo kế hoạch của Trung ương hội thì Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã nhận 1.000 áo phao để cấp phát cho ngư dân của hai quận, đó là quận Sơn Trà và quận Thanh Khê, là hai địa phương có số ngư dân đông nhất của thành phố Đà Nẵng này. Chúng đến thời điểm này thì chúng tôi đã tiến hành cấp phát được 5 phường, trong đó Thanh Khê chúng tôi đã cấp phát được 3 phường và Sơn Trà chúng tôi đã cấp phát được 3 phường, chỉ còn lại một phường, đó là phường Nại Hiên Đông, là cái phường có số ngư dân đông nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì theo kế hoạch thì khoảng 14-15 tháng 11 này chúng tôi sẽ cấp phát. Và đến thời điểm này thì đã cấp phát được khoảng hơn 600 áo phao rồi. Chương trình trao tặng áo phao đa năng cho ngư dân được khởi động từ năm 2019 do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khởi xướng và đã đạt được những kết quả khả quan nhờ sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân trong cả nước. Với bộ áo phao cứu sinh đa năng, trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc do tai nạn rơi xuống biển, ngư dân sẽ duy trì được sự tồn tại trên biển trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Bộ áo phao cứu sinh đa năng này do ông Võ Văn Hoàng Minh sáng chế và được cấp sở hữu trí tuệ, đồng thời được Trung tâm 3, Chi cục Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, kiểm nghiệm, đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân khi khai thác, đánh bắt xa bờ. Việc đầu tiên, cái việc hỗ trợ áo phao cho ngư dân này, việc đầu tiên thì đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ban ngành, trong đó có Hội Chữ thập đỏ và đặc biệt của các đơn vị tài trợ, để ngư dân hiểu được rằng là mọi người rất quan tâm đến việc lao động của họ trên biển. Như chúng ta biết thì cái việc ngư dân bám biển có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái việc bảo vệ cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Chương trình trao tặng áo phao cứu sinh và thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân tàu cá đánh bắt xa bờ đang tiếp tục được nhân rộng, qua đó vừa giúp ngư dân yên tâm bám biển, chống chọi với bão lũ và các hành động cản trở trái pháp luật trên biển, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.